Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Tùng Sơn. Và trong video ngày hôm nay, Sơn sẽ chia sẻ cho các bạn về Affiliate Marketing cũng như là 3 bước để giúp cho các bạn thành công được với Affiliate Marketing. Và nếu như các bạn là người mới theo dõi Sơn á, thì đây là một cái video Sơn hy vọng rằng Sơn sẽ chia sẻ một cái góc nhìn nó thật là đầy đủ và nó chi tiết nhất để cho các bạn có thể theo dõi và follow theo những cái dự án của Sơn từ ngày hôm nay trở đi, đúng không ạ? Và như các bạn biết đấy, thì Sơn không phải là mình biết tới Affiliate được ngày 1, ngày 2 đâu, mà mình đã biết nó từ cái thời điểm vào năm 2016 rồi các bạn, đâu đó khoảng 4 năm về trước. Cái thời điểm lúc đấy thì chẳng có ai chia sẻ về Affiliate Marketing, cũng không có ai chia sẻ về Make Money Online, kiếm tiền trên mạng, và thậm chí là không có quá nhiều người thành công được với nó. Cái thời điểm lúc đấy đó thì dường như những cái người mà thành công được thì chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Mà thậm chí thì mình không được tiếp cận với những cái thông tin đấy. Thì thứ nhất, lý do tại sao là một là họ không có khả năng để truyền đạt. Đó, ví dụ như là mình sẽ rất là giỏi trong những lĩnh vực đó, nhưng mình lại không biết cách để mình giảng giải cho người khác để họ hiểu được cái điều đấy, đúng không ạ? Cái thứ hai đó là đôi khi mấy ông giống nghề, bởi vì ông ấy sợ rằng là ông ấy có người khác kiếm ăn không và lấy cái miếng bánh của ông đó, nên ông ấy giấu nghề. Đấy, thì đó cũng là một trong những cái lý do tại sao và mình bị thiếu đi nguồn thông tin. Và cái thời điểm lúc đó thì Sơn đã làm gì? Sơn đã lên trên Google, Sơn lên trên YouTube và Sơn search và tìm kiếm rất là nhiều những cái thông tin về kiếm tiền online, kiếm tiền trên mạng, kiếm tiền tại nhà như thế nào, rồi Affiliate Marketing làm sao. Mình tìm rất là nhiều những thông tin, rất là nhiều những dự án đó để mình khao khát cái sự thành công. Và tới ngày hôm nay thì thực sự là mình, nếu như mà nói về thành công thì mình vẫn chưa phải là thành công quá lớn, nhưng nó cũng là một cái điểm nhấn, gọi là một cái cột mốc để mình đánh dấu lại cái quá trình mà Sơn đã bắt đầu với Affiliate Marketing cũng như là con đường kiếm tiền online tại nhà này. Và tới thời điểm hiện tại thì Sơn cũng cảm thấy rất là happy, bởi vì mình cũng đã giúp được cho rất nhiều người bạn rồi, rất là nhiều học viên rồi. Thậm chí những người bạn này họ có thể là sinh năm 97, 98, 99, 2000, mà bạn ấy chia sẻ với Sơn cái thành quả bạn ấy kiếm được vài chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu thu nhập một tháng các bạn. Thì như vậy mình cảm thấy happy vô cùng luôn. Mà thậm chí cũng có nhiều người bạn không có chia sẻ, không có khoe cho Sơn, nhưng mà sau này mình vô tình mình tìm hoặc là mình lướt ra được, cái phong cách này đúng là Sơn PS chia sẻ rồi. Đấy, thì mình cảm thấy rất là vui trong lòng các bạn ạ. Ok, thì trong video hôm nay thì Sơn sẽ chia sẻ cho các bạn 3 bước để bạn thành công với cả Affiliate Marketing nhé. Và nếu như các bạn chưa bao giờ biết tới kênh YouTube của Sơn, cũng như là bạn là người mới xem video của Sơn thì các bạn có thể quay trở lại những cái video trước đây mà Sơn chia sẻ trên kênh YouTube ở đây này. Các bạn bắt đầu với nó, bạn xem nó từng video một. Cái lời khuyên thì không phải là bạn xem một video, hai video sau đó các bạn làm theo là các bạn thành công ngay lập tức được đâu, mà các bạn cần phải có một cái quá trình. Quá trình ở đây là gì? Đầu tiên là tôi học nó thì tôi biết kiến thức. Thứ hai là khi mà các bạn đã biết được là bạn đang biết rồi thì lúc này bạn mới bắt đầu vào cái giai đoạn là các bạn hiểu nó. Khi mà bạn hiểu rồi thì bạn thấy là bạn ý thức được rằng tôi làm cái này, tôi bắt đầu tôi luyện cái này, tôi thấy cái này là kiếm tiền được cái này, tôi thấy cái này người ta thành công được cái này, và tôi thấy, tôi nhận ra rằng tôi phải làm nó. Rồi sau xong bước số 3 đó là bạn làm, đúng không ạ? Bạn làm nó. Khi mà bạn làm nó rồi thì bây giờ qua bước số 4. Nó không phải là thành công ngay đâu nha. Giai đoạn số 4 này là lúc bạn luyện tập này, lúc bạn sẽ gặp rất là nhiều những khó khăn, thử thách, chông gai, thậm chí bạn nản và muốn bỏ cuộc ở giai đoạn này. Đúng không ạ? Thì đến cuối cùng ai mà trải qua được bước số 4 này thì mới bước số 5, đó là thành công, chứ không phải là học xong là bạn thành công ngay, đúng không ạ? Đấy, thế bạn thấy cái quy trình này mà Sơn chia sẻ hay á, bạn comment xuống bên dưới á, về cái điều mà Sơn vừa mới chia sẻ, đúng không? Bởi vì Sơn chưa có kịp đúc kết nó ra. Ok không ạ? Bạn comment xuống giúp Sơn 5 điều vừa nãy nhé, đúng không ạ? Rồi, thì Sơn chia sẻ rất là nhiều những dự án ở trên kênh YouTube rồi. Đó, thì chút nữa trong video này thì Sơn cũng sẽ chia sẻ cho các bạn rằng là Sơn đang làm nhiều dự án hay không, và Sơn đang làm những dự án nào thành công, đúng không ạ? Thì bây giờ 3 bước để giúp các bạn thành công với Affiliate Marketing là gì đấy? Bước số 1 mà Sơn đó cảm thấy rằng nó rất là quan trọng, đó là các bạn chọn dự án, chọn một sản phẩm hay là chọn cho mình một cái thị trường để các bạn bắt đầu với nó. Giả sử bây giờ các bạn muốn làm về Clickbank thì bạn cũng phải biết được rằng bạn muốn làm về chủ đề về sức khỏe, hôn nhân gia đình, hay là các bạn muốn làm về chủ đề về luật hấp dẫn, hay là các bạn muốn làm về chủ đề về kiếm tiền online,
hay là về marketing. Đó thì các bạn phải xác định được rằng cái thị trường ngách mà bạn mong muốn bạn gia nhập vào nó, rồi sau đó bạn mới đưa ra quyết định bạn chọn sản phẩm, đúng không ạ? Hay là bây giờ bạn muốn là làm tiếp thị liên kết trên Tiki, Lazada, Arelo hoặc là những cái sàn thương mại điện tử tại Việt Nam, thì bạn cũng phải xác định rõ thị trường mà bạn muốn tham gia vào là gì. Hoặc là bây giờ rất là nhiều những cái dự án, ví dụ dự án về sàn, dự án về tặng token, dự án về của Momo, Grab, đó rất là nhiều những dự án như vậy. Trên kênh YouTube của Sơn chia sẻ rất là nhiều, hàng chục cái dự án như vậy, thì bạn vẫn phải xác định rằng bạn lựa chọn cho mình cái dự án nào để bạn bắt đầu. Đối với Sơn, đưa cho các bạn một cái lời khuyên, nếu như bạn là người mới thì bạn không cần phải làm hết tất cả 10 cái dự án mà Sơn chia sẻ. Bạn hãy cố gắng, bạn lựa chọn ra khoảng 1 cho tới 3 cái dự án tốt nhất, 1 cho tới 3 dự án tốt nhất và phù hợp nhất với các bạn, đúng không ạ, để bạn bắt đầu được với nó. Cái lời khuyên đây, Clickbank là một trong những cái dự án rất tốt. Nó sẽ rèn luyện cho các bạn, nó sẽ tôi luyện cho các bạn về marketing, về internet marketing, về affiliate, về sales, về cách bán hàng, rất là nhiều thứ. Đó thì Clickbank. Đó nên nếu như bạn đã chưa biết Clickbank là gì, bạn có thể bấm vào đường link phía bên dưới video này. Sơn có một cái chương trình học miễn phí dành tặng cho các bạn về khoa học về Clickbank, tự học Clickbank, đúng không ạ? Ok. Rồi thì cái đầu tiên trong cái phần số 1 đó là bạn cần phải lựa chọn để làm affiliate cho cái đối tác nào, đúng không ạ? Và có khi nào bạn đưa ra cho mình một cái câu hỏi, đó là bạn dựa vào những cái tiêu chí gì mà bạn lựa chọn đối tác đó để bạn hợp tác cùng, đúng không ạ? Bạn phải có những cái tiêu chí rõ ràng chứ, đúng không? Đó, tiêu chí đây là gì? Bạn có khi nào bạn ngồi bạn tìm hiểu về hệ thống trả thưởng của họ không? Có khi nào mà bạn đã ngồi bạn tìm hiểu về cái hình thức thanh toán của họ không? Có khi nào mà bạn ngồi bạn tìm hiểu sâu, rất là sâu về đối tác đằng sau họ là ai không? Có khi nào mà bạn tự ngồi bạn đánh giá, bạn thẩm định rằng cái dự án này có nên làm nó hay không? Và cái câu hỏi đặt ra là tại sao tôi lại chọn cái dự án này, nó rất quan trọng các bạn. Bởi vì trong 10 cái, 100 cái, thậm chí hàng nghìn cái dự án, tới thời điểm 4.0 rồi, có rất là nhiều những dự án, thậm chí có những dự án rất là rác. Đâu mình nói là dự án rác bởi vì bạn không có nhận được tiền về sau này. Đó, hay còn gọi là scam, lừa đảo đó. Thì đó là những dự án rác. Thì bây giờ là tại sao tôi chọn dự án này mà không phải dự án khác? Đó thì bạn phải có một cái câu hỏi như vậy. Hoặc là bây giờ trong hai dự án nào cũng tốt hết, thì tại sao tôi lại chọn dự án A mà không phải dự án B? Đó thì bạn cần phải đưa cho mình một cái lý do tại sao, được không ạ? Rồi cái câu hỏi đây là Sơn làm những dự án nào, có làm nhiều dự án hay không? Thì lúc chiều nay Sơn có đăng lên trên cái group á, mà ai chưa vào group thì các bạn bấm một nút tham gia, Sơn có để lại đường link phía bên dưới á. Thì nhiều người cũng hỏi Sơn cái câu hỏi này rồi, đó là ồ thì Sơn hiện tại thì mình có làm nhiều dự án hay không? Có nhiều người bạn nghĩ rằng Sơn làm một cái, hai cái hay là năm cái, đúng không ạ? Nhưng thực ra khi mình tính ra thì đâu đó khoảng chục cái. Có nghĩa là mình không phải là chỉ có dựa vào một nguồn thu nhập, mà mình có thể là có khoảng 5, 7 cái, thậm chí là 10 cái nguồn thu nhập nó đổ về trong cái tài khoản của mình. Nhưng đôi khi mình chỉ chia sẻ lên public cho các bạn vài dự án thôi. Nhưng những dự án nào mà dễ làm, hot nhất, hơn mà mình cố gắng nhất làm sao đó để mình chia sẻ nó thật là chi tiết, đơn giản và tạo hiệu quả ngay cho các bạn. Thì đó là cái điều mà Sơn rất là khao khát điều này, đúng không ạ? Còn một vài những dự án thì Sơn đã chia sẻ private. Private ở đây là một cái hình thức, nó chỉ là riêng trong một cái nhóm kín thôi. Đây là cái nhóm kín mà Sơn đã chia sẻ trong cái nhóm mà team coaching 1-1. Sơn có kèm 1-1 cho các bạn đó. Nhưng mà chương trình này thì đây là một chương trình trả phí, và các bạn đã cần phải đâu đó khoảng số vốn 50 triệu để bắt đầu cùng với Sơn. Thì Sơn sẽ có trách nhiệm để Sơn kèm cặp hướng dẫn và đào tạo cho các bạn, để giúp cho các bạn thành công trong những dự án về affiliate. Và cái sự thật rằng cái sáng nay thì Sơn mới gửi cho team một cái bài tập, và trong cái bài tập đó có khoảng là 30 dự án. Và Sơn đã đưa cho mọi người cái bài tập này để làm gì? Mọi người sẽ tự biết cách để thẩm định, biết cách để lựa chọn, biết cách để làm sao để mình đánh giá được cái dự án đó tốt hay là không tốt, hoặc là cái dự án nào là tốt nhất, và chọn ra cho mình những cái dự án để họ bắt đầu được. Nên mình hướng tới cái việc là phát triển làm việc theo team đó, và mỗi người sẽ có khả năng độc lập để đánh giá, lựa chọn và tìm ra cho mình cái dự án phù hợp để bắt đầu. Và đấy là cái khả năng để Sơn giúp và cho các bạn phát triển cái khả năng đó lên, để các bạn tự độc lập lên đó, và tự tạo ra cho mình một cái nguồn thu nhập lớn. Thì còn thu nhập có kiếm được tiền hay không thì Sơn cũng đã từng quay lại những cái video trước đó rồi. Bạn có thể vào kênh YouTube của Sơn và các bạn đã xem lại video, ví dụ là 5 dự án kiếm tiền tỷ trong năm vừa rồi đó, và cái kiếm tiền tỷ từ online có thật hay không, bạn hãy ngồi bạn xem đi.
bạn không có đưa ra một cái lời nhận định hay là một cái lời phán xét nào trước, bạn cứ xem đi, xong các bạn nhìn nhận cái góc độ những cái điều mà Sơn nói, sau đó bạn chứng thực nó sau, đúng không ạ? Và thứ hai là Sơn có để lại trong cái danh sách phát ở đây này, các bạn vào trong mục danh sách phát thì các bạn sẽ nhìn thấy được có một cái mục đó là bằng chứng thu nhập kiếm tiền online của một người Sơn PS này, thì Sơn có để lại những cái video trong này, bạn hãy cứ xem đi, cứ trải nghiệm đi, không? Và sau đó thì mình dẫn thân nó vào dần dần, bởi vì những cái điều mà Sơn chia sẻ thì Sơn không có yêu cầu các bạn phải đầu tư, các bạn cần phải bỏ vốn vào các bạn làm, không cần, các bạn chỉ cần thời gian, công sức, sự nỗ lực của các bạn bền bỉ, đúng không ạ? Đấy thì Sơn sẽ hỗ trợ cho các bạn hết mình đó, ok, đúng không nào? Rồi cái điều thứ hai đó là Sơn đang làm dự án nào, thì cái này thì mình cũng nghĩ rằng mình đã trả lời trong rất là nhiều video rồi đó, các bạn có thể tìm lại trong cái video ở đây, đó là năm cái dự án tiền tỷ trong năm vừa qua. Thì trong năm dự án đó thì có một cái dự án đó là nó gần hết cái nó, mình vẫn còn làm cái dự án đó, nhưng khả năng á, nếu như bây giờ các bạn làm á, thì nó sẽ ít được thôi. Nhưng trong cái nhóm coaching á, thì mình vẫn dạy cho các bạn nó làm cái dự án đấy, đó là dự án CoreSpeed thôi. Còn lại năm dự án thì mình vẫn làm bình thường. Đây, năm dự án kiếm tiền tỷ đây. Đó, các bạn có thể coi cái dự án ở đây. Nhưng ngoài ra thực ra tới điểm hiện tại á, Sơn chia sẻ với các bạn một điều là cùng một lúc thì Sơn có thể một lúc Sơn có thể làm được trên 10 cái dự án. Nhưng đó là mình đã phát triển được cái kỹ năng rồi. Còn nếu như bạn là người mới, lời khuyên nên làm từ 1 cho tới 3 thôi. Đừng có ôm đồm tham lam và cuối cùng bạn không thành công một cái nào hết. Đúng không ạ? Tốt nhất là 1. Đúng không ạ? 1 thôi, chỉ 1 thôi, tập trung focus thôi. Nhưng sau này khi mà bạn phát triển được cái kỹ năng của các bạn rồi, các bạn có thể quản lý cùng một lúc nhiều cái và biến nó thành tự động được, nó tự chạy, nó tự phát triển lên. Mà ngay cả khi bạn đi chơi, bạn đi du lịch thì nó vẫn chạy về cái dòng thu nhập cho bạn. Đúng không ạ? Thì Sơn sẽ hứa với các bạn, Sơn sẽ làm ra một cái video đầy đủ nhất. Sơn đã nói về những cái dòng thu nhập của Sơn. Các bạn có mong chờ video này không ạ? Nếu như các bạn mong chờ có comment phía bên dưới Sơn biết nhá. Ok, rồi. Cái bước thứ hai để chúng ta có thể thành công được với cả Affiliate Marketing là gì đây? Rồi, nếu như bạn thấy video này giá trị với các bạn, đừng quên bấm một nút like và đăng ký kênh YouTube của Sơn để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới nhá. Một cái điều mà đây Sơn khuyên với các bạn đó, hãy follow Facebook cá nhân của Sơn và bấm một nút xem trước các bạn. Bởi vì sao? Những cái điều mà Sơn chia sẻ nó không phải là chỉ trên kênh YouTube đâu, mà Sơn sẽ chia sẻ ở trên Facebook cá nhân, Sơn sẽ chia sẻ ở trong group ở đây. Đó, thì đôi khi mình không có thời gian để mình quay video thì mình phải viết thành bài viết, thì các bạn xem từ bài viết hoặc là các bạn xem qua video, đúng không ạ? Rồi, cái điều số 2, bước số 2 đây, đó là các bạn cần phải hiểu, đó là traffic. Traffic ở đây là gì? Bạn cứ hiểu như vậy này. Bây giờ các bạn đã bắt đầu được với một dự án, và cái dự án này nó yêu cầu các bạn phải tuyển rep, tuyển referral. Đó, thì bạn phải tuyển những cái người phía bên dưới của các bạn. Đó, thì bạn mới có được cái thu nhập. Nghe cái từ tuyển thì nghe có vẻ đa cấp, nghe rất là sợ đúng không? Bạn cứ hình dung như vậy này. Bây giờ các bạn bắt đầu với cả Momo. Khi mà bạn đã giới thiệu được một người dùng sử dụng cái ứng dụng Momo đó, thì bạn được cái đối tác Momo á, họ trả cho bạn 100.000, và cái người mà họ cài Momo họ được 100.000. Thì như vậy là dễ hiểu hơn đúng không nào? Thì bây giờ cái quan trọng đây là bạn giới thiệu được 10 người, 20 người thế đó là chuyện đương nhiên, chuyện nhỏ, đúng không ạ? Nhưng câu chuyện làm sao bạn giới thiệu được 10.000 người, 20.000 người đây. Rất là nhiều người bạn khoe với Sơn rằng ồ, em theo dõi kênh YouTube của anh Sơn cũng 2-3 năm rồi, và cái thu nhập của em chính là đến từ những cái việc anh Sơn chia sẻ. Thì Sơn nó hỏi là thu nhập thế bao nhiêu? Thì bạn ấy chia sẻ là khoảng 20 triệu một tháng, đúng không ạ? Ok không ạ? Mà bạn ấy chưa có học cái chương trình gì trả phí của Sơn hết. Cũng tuyệt vời đúng không ạ? Có một vài bạn thì cũng đã kiếm được hàng trăm triệu. Đó, thì bây giờ mình không có tiện để mình chụp lại nó ở đây. Nhưng cái câu chuyện đó là traffic. Thì bây giờ bạn phải lựa chọn ra cho mình một cái hình thức traffic nào. Bạn lựa chọn là free traffic, có nghĩa là quảng cáo hoặc là cái dòng truy cập này á, không có phải trả phí. Hay là bạn lựa chọn là paid traffic. Thì bạn phải lựa chọn ra cho mình là free hay là paid, đúng không ạ? Rồi, thì bạn đang giỏi những cái sử dụng cái traffic nào, đúng không ạ? Rồi, bạn cũng phải đặt ra cho mình một câu hỏi, đó là trong cái dự án mà bạn bắt đầu á, thì cái khách hàng, cái đối tượng của nó là ai? Giả sử đi, bây giờ Sơn nói nha, cái dự án mà Sơn chia sẻ lên đó là một cái Snapback đi, đó là một cái sàn, đúng không? Thì cái sàn này bây giờ bạn không thể nào bạn kêu gọi những cái người mà đang làm về kiếm tiền online để vào làm cái referral cho bạn được, không? Nó không có phù hợp, bởi vì những người kiếm tiền online họ đâu có giao dịch đâu, họ đâu có mua bán đâu, mà bạn bây giờ bạn đã cho họ đăng ký tài khoản thì nó cũng mất công, đúng không ạ? Thì bây giờ bạn tìm nó là ai? Những người giao dịch, những người trader, những người họ biết margin đó. Đây là thuật ngữ chuyên ngành một tí nhé, mình nói một thuật ngữ chuyên ngành một tí. Bây giờ mình nói cho dễ hiểu đi. Giả sử bây giờ bạn
phải biết được rằng bạn chia sẻ người khác sử dụng và cài đặt cái ứng dụng Momo thì khách hàng đó là ai, công nhân văn viên chức hay là văn phòng hay là người lao động hay là sinh viên đó, bạn phải biết họ là ai, cái đối tượng mà bạn muốn tiếp cận đó. Thì khi mà bạn trả lời được câu hỏi này thì bạn mới biết được rằng họ đang ở đâu và cái vấn đề của họ là gì. Cái vấn đề của một người sinh viên đó, cái nhu cầu của một người sinh viên nó sẽ khác với nhu cầu một người công nhân, nhu cầu của người công nhân nó sẽ khác nhu cầu của một người làm văn phòng, nhu cầu của một người làm văn phòng nó khác hoàn toàn so với một người làm doanh nhân business đó. Thì bạn phải biết được rằng họ là ai và vấn đề của họ là gì, nhu cầu của họ như thế nào và họ đang ở đâu. Thì khi mà bạn trả lời được những câu hỏi này á, thì lúc đó bạn mới thực sự bạn đã đi được cái traffic nó đúng, đúng không ạ? Rồi câu hỏi, vậy có những loại traffic nào? Thì bây giờ bữa nay Sơn có chia sẻ với các bạn, một là free traffic thì bạn có thể triển khai trên Facebook, sử dụng bằng Facebook cá nhân. Bạn có thể sử dụng một cái ứng dụng nào đó, bạn tạo ra khoảng 1, 2, 3 Facebook, bạn tự nuôi nó, bạn đi kết bạn tự động với nó. Xong đó bạn có thể là đăng những cái bài viết thông tin giá trị hữu ích không để người khác follow theo bạn, và cuối cùng họ sẽ đăng ký cái đường link thông qua bạn, đúng không ạ? Hoặc là bạn có thể sử dụng Instagram, bạn có thể sử dụng YouTube, bạn có thể sử dụng blog website, bạn có thể sử dụng Twitter. Everything, rất là nhiều nguồn nó free traffic. Và tương tự như vậy thì paid traffic nó cũng có những kênh đó. Nhưng ở đây á, đó là bạn sẽ có thể là thêm vào, ví dụ là Google, Bing Ads, YouTube Ads, Facebook Ads, đó, Pinterest Ads, đó thì bạn đã sử dụng được những cái hình thức này. Và cái câu chuyện đây rằng á, để bạn đã trở thành một người giỏi thì bạn cần phải biết được hết tất cả những cái điều này. Đó, nhưng không phải là một ngày một ngày hai, mà bạn vẫn phải rèn luyện, đúng không ạ? Đó là thành cái kỹ năng của mình. Đó, hôm nay mình cũng post một cái bài viết đó các bạn. Mình đã đăng lên ở đây. Hoặc các bạn có thể vào trong group cũng nhìn thấy nhá. Mình đặt ra câu hỏi đó là làm ít để được nhiều. Làm ít lại được nhiều á. Thì bây giờ hoặc là bạn bỏ vốn, hoặc là bạn bỏ được công sức và thời gian. Đó, thậm chí là hàng trăm đêm mà bạn thức trắng để mày mò. Xin lỗi các bạn á, Tùng Sơn, Nguyễn Tùng Sơn đây, Sơn PS đây đã bỏ ra hàng nghìn đêm để thức trắng mày mò hơn những cái ý tưởng và tìm kiếm cái sự thành công. Và chẳng có cái thành công nào chỉ sau một đêm mà. Không có thành công là chỉ sau một tháng cả. Mà thành công á, nó càng lớn sẽ tỷ lệ thuận với cái sự chăm chỉ, sự nỗ lực và số lần thất bại của các bạn rất nhiều lần. Bạn hình dung như vậy không ạ? Và thực ra chả có một cái cách nào mà thành công trong thời gian ngắn được. Xin thưa với các bạn như vậy. Và cái giá của thành công ư? Đó là thức khuya nhiều đêm, đó là dậy sớm mỗi ngày, đó là màu đôi khi lại còn mất hầu hết bạn bè, bị hiểu nhầm vô số lần, công việc nhập mặt không kịp thở, nó không kịp ăn, không ai hiểu mình rất là nhiều các bạn, chứ không phải là ngày một ngày hai được. Đó, đó là cái sự thật của nó, bản chất sự thật của nó như vậy, đúng không ạ? Rồi bây giờ chia sẻ tiếp cho các bạn. Rồi cái số 3, đó là cái cuối cùng, bước số 3 để giúp các bạn thành công, đó là chuyển đổi. Thì bây giờ có một câu hỏi là tại sao mình lại có rất là nhiều người nhấp chuột vào cái đường link mà mình gửi cho họ rồi, nhưng mà mình lại không có ai đăng ký link của mình, rồi mình không có được đơn hàng, hay là còn gọi là không có chuyển đổi á. Cái chuyển đổi đây tức là cái mục đích mà bạn muốn họ làm gì, họ mua hàng của bạn hay là họ đăng ký thông qua cái đường link mà bạn chia sẻ. Đó, thì tại sao lại có nhiều click chuột mà lại không có chuyển đổi? Thì bạn phải quay ngược lại cái câu hỏi phía trên này mà vừa Sơn nói, đó là khách hàng của bạn là ai, đối tượng là ai, mà bạn phải xác định ngay từ đầu. Họ đang muốn điều gì, nhu cầu như thế nào. Có khi nào mà bạn ngồi bạn viết nó ra một trang giấy trắng, sau đó bạn đã phân tích từng cái điều mà vừa nãy Sơn hỏi các bạn không? Nếu như bạn làm điều đó, Sơn cam kết các bạn sẽ thành công. Đó là cái điều mà Sơn cam kết với các bạn luôn. Bởi vì trước khi mỗi một dự án bắt đầu, Sơn đều ngồi và Sơn làm cái điều đó một cách rất nghiêm túc. Ok, các bạn đồng ý không ạ? Thì đây chính là 3 bước để giúp cho các bạn thành công được với cả Affiliate Marketing. Còn sau đó thì mình mới ráp vào, đó là cái dự án nào, làm dự án nào trước, làm dự án nào sau, làm dự án nào nhiều thời gian hơn, làm dự án nào ít thời gian hơn, thì lúc đó thì chúng ta mới ngồi để chúng ta phân tích nó, đúng không ạ? Nhưng đây là 3 bước để giúp cho các bạn thành công được với cả Affiliate Marketing và tất cả những cái hình thức mà trước giờ Sơn đang chia sẻ ở trên kênh YouTube. Ok, rồi cái cuối cùng ở đây Sơn muốn gửi gắm cho các bạn, hãy nỗ lực thật nhiều học tập về Digital Marketing. Học nó như thế nào? Google tìm kiếm ra. Học như thế nào? YouTube tìm kiếm ra, thì bạn sẽ ra được những từ khóa đấy. Internet Marketing, thì đây là những cái điều mà từ trước giờ Sơn đang chia sẻ với các bạn, Sơn đang dạy cho các bạn ở trên kênh YouTube đó thôi. Hay là học từ đâu? Mua sách và đọc. Học từ đâu? Coi video trên YouTube. Học từ đâu? Tự học là chính. Học từ đâu?
từ những người bạn bè của các bạn. Và quan trọng nhất là bạn phải rèn luyện, chứ không phải là chỉ đọc sách không mà thành công, không phải là chỉ xem video không mà thành công. Mà nếu như bạn không làm thì bao giờ chẳng bao giờ có ăn hết, đúng không ạ? Thì video này Sơn nghĩ rằng là Sơn mong rằng nó sẽ thực sự có hữu ích cho các bạn, đặc biệt cho những người bạn mới, hoặc là thậm chí bạn là người làm lâu năm rồi mà các bạn chưa tạo được sự thành công, thì các bạn hãy ngồi nó. Và như Sơn đã nói, các bạn cần phải có một cuốn sổ bí kíp võ lâm truyền kỳ, hoặc các bạn viết xuống tất cả những bí kíp, những cái điều bạn học được mỗi ngày, bạn viết nó xuống để sau này bạn đúc kết nó thành được những cái bài học của các bạn. Không quan trọng bạn xem xong một cái video bạn học được điều gì, chứ không phải là bạn nghe rồi xong sau đó tay thì bạn lại bấm điện thoại, đúng không? Như vậy là thất bại rồi. Bạn đang coi một cái video của Sơn mà cuối cùng là bạn lại coi TikTok, bạn lại coi một video MV giải trí nào đó, hoặc là bạn đi trông con, giả sử như vậy, thì chắc chắn rằng bạn sẽ không có thể nào mà bạn lọt vào được, bạn học được cái điều gì hết. Ok, rồi thì hy vọng rằng video này có hữu ích với các bạn, và Sơn sẽ còn quay trở lại với rất là nhiều những cái điều tuyệt vời khác. Và Sơn tin chắc rằng trong cái năm 2020 này á, nhiều dự án lắm các bạn. Câu chuyện mà kiếm tiền trăm, tiền tỷ, thì Sơn tin chắc rằng năm nay Sơn sẽ đạt được mục tiêu. Bởi vì mục tiêu năm nay từ đầu năm Sơn đặt ra đó là Sơn giúp được cho 200 người có được thu nhập trên 1.000 đô một tháng. Thì đầu năm thôi thì mình đã giúp được cho rất nhiều bạn rồi, đâu đó khoảng chục bạn kiếm được thu nhập hàng trăm triệu rồi. 1.000 đô thì nó 20 triệu thôi. Nên mình tin chắc rằng năm nay mình sẽ đạt được cái mục tiêu giúp được cho 200 bạn có được thu nhập trên 20 triệu một tháng. Ok, rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và Sơn chúc các bạn thành công. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.